Sáng ngày 3 tháng 10 tại Quảng trường tỉnh Hòa Bình, Ban chỉ đạo Ban tổ chức diễn tập tỉnh Hòa Bình tổ chức nội dung diễn tập thực hành xử trí tình huống chống khủng bố tấn công cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, chế áp thiết bị bay không người lái và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên phương tiện giao thông đường bộ. Tham dự cuộc diễn tập có đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình. Thông qua diễn tập chống khủng bố giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, điều hành của chính quyền các cấp và vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, giáo dục vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, không để bị kích động, lôi kéo, tham gia vào các cuộc biểu tình, bạo loạn, chống chính quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là dịp để các lực lượng công an, quân đội xây dựng các phương án hiệp đồng tác chiến, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.